Sáng nay, Lữ đoàn 249 Binh chủng Công binh đã tổ chức triển khai phương án bắc cầu phao, bảo đảm giao thông khắc phục sự cố sập nhịp cầu Phong Châu. Để tiến hành lắp cầu phao qua sông Hồng sau sự cố sập nhịp cầu Phong Châu ở tỉnh Phú Thọ, Lữ đoàn 249 đã huy động trên 200 cán bộ chiến sĩ và gần 90 phương tiện các loại tham gia thực hiện nhiệm vụ. Thời điểm hiện tại, sông Hồng tại vị trí bắc cầu có chiều rộng gần 190m, độ sâu trên 12m, lưu tốc dòng chảy khoảng 1,1m trên giây, đảm bảo điều kiện triển khai lắp đặt. Sau khi hoàn thành, cầu phao được vận hành trong thời gian từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày và chỉ cho các phương tiện xe thô sơ, xe máy, xe gắn máy, xe mô tô 3 bánh được phép lưu thông 2 chiều, vận tốc không quá 5 km/h. Đối với ô tô, chỉ cho phép ô tô con, xe bán tải lưu thông 1 chiều sau khi qua cầu, thời gian mỗi chiều lưu thông khoảng 10 phút, khoảng cách giữa các xe trên cầu không quá 30m, vận tốc không quá 10 km/h.